Rồi, chào mừng mọi người đã quay trở lại cùng với Run. Và tuần này Run sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ môn, đó chính là bộ môn Momentum. Momentum là bộ môn tập luyện cho ba nhóm cơ chính của mình: mông, đùi và phần bụng. Dụng cụ đầu tiên mà chúng ta cần cho lớp Momentum đó chính là phần bụng của mình. Chúng ta sẽ sử dụng phần bụng này cho bài tập đầu tiên warm up để làm nóng cơ thể của mình lên. Và bên cạnh đó, các bạn huấn luyện viên sẽ sử dụng phần bụng này trong suốt quá trình tập luyện. Rồi, dụng cụ thứ hai chúng ta cần đó chính là phần thảm của mình. Ở những cái bài tập sử dụng cho phần cơ bụng, chúng ta sẽ cần thảm để mình nằm trên phần thảm và sau đó mình sẽ gập bụng thế nào. Và cuối cùng, dụng cụ không thể thiếu đó chính là tạ. Đối với các anh chị mình lần đầu tiên thì chúng ta sử dụng mức tạ vừa. Và đối với các anh chị mình đã tập rất nhiều lần rồi thì thử thách mình bằng miếng tạ lớn. Rồi, còn chần chừ gì nữa, hãy cùng Run trải nghiệm lớp Momentum nhé. Hy vọng sẽ gặp các bạn trong lớp Momentum cùng Run. Kiểm tra lịch học của mình tại kelly.vn. Và tuần sau chúng ta sẽ đến với bộ môn tiếp theo, Sweat.